Dạ, thưa chị Giáng Hương có em. Bạch muội à, chúng ta hãy lén mẫu thân tạm lìa phù la động, xuống cõi phàm tìm hiểu khách trần gian. Có giống người ở cõi tiên gian, sống bất tử, nhưng mà nhạt như sương trên cành liễu. Chị ơi, chúng ta lén mượn xe mây trượt gió, xuống du rằng nhanh như chớp đôi mây. Hay lắm, nhưng mà Bạch muội nè. Dạ. Em hãy nhẹ chân khoe khỏe, mẹ Giáng Hương hay là hỏng cuộc hành trình đó. Dạ. Nào, bây giờ đường mây vì em ta dâng rưỡi. Đi, vì em ta cùng đi chị. Đi em. Chậm quá có nhà chùa. Chạy, chạy chị Giáng Hương ơi, chạy. Chạy đi đâu, chạy đi đâu cô bé. Hai chậm qua, đứng lại, đứng lại. Tôi có hái chậm qua đâu mà có người bắt tôi. Tôi hái có đông người nhìn thấy nè. Tôi đâu có hái trộm đâu. À, mô Phật. Nói vậy kể như là cô đã nhận tội chậm qua. Tham của thiên liên nhà Phật, phạm luật của thiền môn, cũng như phạm luật của nhà quan. Qua đẹp tôi mới hái thôi, tại sao con người lại cho là trộm? Nếu qua xấu thì tôi từ đâu có hái làm chi? Hái qua đẹp để cúng thờ là việc làm tôn nghiêm. Việc tôn nghiêm mà có người xem là tội thì thật là hay. Ví dụ như cô đây là một đóa hoa tuyệt đẹp, có ai đến ngắt hái bẻ con, cô có ân chịu hay không? Hay là cô mắng nhiếc cả lời, phản ứng kẻ hay quà? Mô Phật, tôi là kẻ tu hành, không nghe mắng nhiếc tội nhân, mà chỉ bắt cô bồi thường, xứng đáng cho nhánh mẫu đơn. Bồi thường là sao? Tôi chưa nghe tiếng ấy trên cõi thượng. Của trong trời đất là của chung không riêng rẻ cho ai. Cô phải đền cho tôi vàng rồng hoặc là tiền bạc.
nhà chùa sẽ tha cho cô tội tham lam cửa Phật. Tiền để chuộc tôi phải không? Có đây nè, tôi xin dâng. Nè, tiền nè, lấy đi. Đưa đây. Mô Phật. May mắn lắm mới gặp được kẻ phạm tội mà biết luật riêng của nhà chùa. Ý trời ơi, Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, trời đất ơi, cái này là giấy tiền vàng bạc ở cõi trần đâu có xài được thứ tiền này. Xài tiền thiệt không hả? Từ sơ sinh tới giờ tôi chỉ biết có thứ tiền này không hả? Tiền này là dành cho người khuất mặt mà. Còn cái tiền xài được là tiền dành cho người hình dáng như tôi vậy nè. Phải xài tiền hai mặt, mặt trái và mặt phải, cô hiểu chưa? Đồng tiền có hai mặt, mặt trái và mặt phải. Đúng rồi. Vậy con người phạt tôi bằng đồng tiền mặt nào? Mặt trái được không? Mô Phật. Khi nói thì tiểu tôi có bổn phận với nó đồng tiền có hai mặt, mặt phải và mặt trái. Còn khi nắm vô tay chẳng còn biết phân, tiền kia phải lấy ra sao vô túi rồi lộn xong cũng xong. Thì cứ làm sao còn biết phân phải trái? Cô hỏi làm gì mắc méo khó ưa mọi tiền kia trả ngay. Mô Phật. Sao tiền kia là tiền nào? Trời đất ơi, làm bỏ không có hỏi tiền nào đó. Trời đất, người ta mày làm như từ trên xuống ở dưới lên, không biết gì hết trơn rồi. Tiền có hai mặt, mặt phải và mặt trái đó, hiểu chưa? Tiền dành cho người có mặt, có hình dáng như tiểu tôi gì xài, hiểu chưa? Chứ còn tiền cúng người phước mặt phước mày có dư gian này đâu có xài được. Tiền hai mặt thì hiện giờ tôi đâu có. Không có. Nếu cô không có tiền này, tôi đem cô trói vào hậu liêu, chờ hòa thượng chủ trì xử phạt. Đi, đi mau. Đi. Đừng lôi kéo, đừng buông, đừng trói tôi. Con người hãy cho tôi về với mẹ, dạy cho cô đồng tiền hai mặt đến dân nhà chùa. Chuộc tôi bé quá thơm đẹp đẽ của thiền môn, luật lệ riêng dành cho cõi dương gian. Tội nghiệp biết bao nhiêu cô bé khờ dại ngây thơ, đừng sợ hãi tâm, cô bé sẽ được tự do về với mẹ. Làm sao tôi được ra về thì không có tiền hai mặt để đền, họ đòi bắt tôi về hầu liêu trị tội hay qua của thiền môn. Tôi sẽ thay cô bồi thường qua gài của chùa, xin sai tiểu tâm cứ an lòng. Áo gấm lông cừu tôi gọi lại cho người để thường. Tao đưa đây coi. À được, chẳng thà nhận áo còn hơn nhận ba cái thứ tiền dành cho cô hồn các đảng ở dưới co âm ti xài. Có điều là phải coi kỹ lại. Chiếc áo này cũ quá, cầm biết được nhiêu tiền. Sai tiểu tâm hãy an lòng. Chiếc áo này là gấm kinh kỳ, theo chỉ ngọc, trị giá trăm quan, đủ bồi thường cho canh quá kia rồi. Phải kinh kỳ không đây? Phải theo chỉ ngọc không? Mô Phật. Bần đạo bác ái, giác nhi giác tha. Thôi được, ta thả cho cô bé được về nhà đó. A-di-đà-phật. Áo đẹp quá. Thưa cùng ân nhân, nửa đường vào chơi vì không hay xài đến, thiếp tưởng đâu tai họa giữa đường, không cho thiếp trở về cùng với mẫu thân. Mai nhờ quân tử vì thuyền quyên đỡ bông. Quân tử thi ân bắt cầu báo, huống chi công ấy có xá chi đâu. Bị sinh vô cùng hân hạnh, được cởi áo gấm lông cừu đỡ dây nhân. Nhưng với thiếp, việc ấy như định Thái Sơn, ơn này nặng quằn vai không kể xiết. Việc vừa rồi chỉ là cơn gió bất bằng thổi đến, làm bẩn xiêm y người kiều nữ. À,
cô nương nên sớm quay về, kẻo ở nhà song thân mong đợi. Giang tạ và thọ ân người hiền đức, tiếp sẽ về thưa với mẹ sự kỳ ngộ ngẫu nhiên và thân ái mời người đến nơi tề xá, xin người chớ nên vội vã chối từ. Cảm ơn lời mời của cô nương, nhưng mà nhà cô nương ở đâu vậy? Dạ. Hả? Người muốn biết lắm à? Dạ. Nhà ở đâu? Cảm ơn đã hạ cho lời hỏi thăm cô hương, đã thi ân dài khắc khắc ghi lòng này. Làm ơn bổn phận bậc sĩ có chi mang nặng trong lòng điều không đáng gì, còn thêm tiếng ẩn bóng trăng rằm muốn quen nên hỏi thăm nhà lòng mong kết. Nhà tiên nữ ở trong mây khói lờ mờ, dắt ngang đỉnh núi trong bọt sóng mênh mông ngoài khơi biển cả. Chỗ mà thời gian đứng lại trong khi mặt đất chuyển xoay mãi mãi không ngừng. Chỉ như thế thì làm sao tiên sinh tìm được nhà nàng? Rồi sẽ có những việc tình cờ xui khiến, nhưng sự thật đó là cách mời lữ khách viếng thăm quê. Lời nói của cô nương mập mờ khó hiểu, thôi đừng mời tiên sinh đến việc thất mà chi. Không người trần thế hại cho mẹ của tiệm nghi, được có dịp vàng đền ơn đáp nghĩa. Gặp việc bất bình không giải cứu chẳng phải là tay dụng, đã thi ân còn cầu báo đâu phải là kẻ anh hùng. Nhưng mà nương tử ơi, sách có câu kiên nghĩa bất di vô dòng gia, lâm nguy bất cứu mà anh hùng. Thi ân bất cầu báo, lời của công khưu là thước ngọc khuôn vàng. Chuyện xưa bên câu đâu phải là áo mộng, đâu phải duyên tiên dành cho mỗi tôi. Chiếc áo lông cừu trăm trắng của người thi ân đức, phải chăng là sinh lễ hôn nhân của tình tục duyên tiên? Tình tục duyên tiên chỉ có trong ảo dầm, nương tử hãy về kéo mẹ ngóng cha trông. Tiếp xin tạm biệt ân nhân và hẹn ngày tái ngộ. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh Khóa Cô Ý Nhi. Dạ.
cô đi đâu về mà ghé tạc vào đây thăm hàng sĩ này đó vậy? Dạ, hôm nay là ngày họp chợ phiên, em đi chợ mới về. Chợ có đông không cô? Dạ, chợ phiên nửa tháng nay mới họp một lần, nên đông lắm anh Khóa ơi. Chợ đông, mà cô mua được gì không mà về sớm vậy? Hả? Dạ, chợ có bán đủ, và em mua được đủ luôn. Đâu có mua gì đâu, cô thử kể tôi nghe coi. Nè nè, em mua nè. Cái gì? Rồng vàng tấm dùng áo tu, bút xe ngọn thò cho người đi thi, rồng vàng bút thò làm chi, ý văn lội lạc ý nhi dài dùng. Nè, nghe em nói nè, con rồng vàng nghĩa là thoải mật tạo mang nhãn hiệu kim long, dùng ao làm niên tụ nước, mật mại trong ao khác chi rồng tâm, ngọn bút bằng lông thỏ xe nên, bút xe ngọn thỏ là bút nho sinh dùng, chấm mật tàu làm thơ với văn chương, đợi ngài ưng ký qua thiên. Cô mua bút mua nghiêng và mua mật, chắc mùa này cô cũng ưng thi chiếm quà. Tôi mua để kinh biếu cho một người. À, chắc là người mà cô trộm nhớ thầm thương chứ cái gì? Anh Khóa này, vì thầm thương nên buổi chợ đông này em mua cho chàng tính hết một quan. Một quan tiền tốt? Dạ. Nhiều lắm nha cô Ý Nhi. Đâu cô mua những gì cô tính tôi nghe coi nè. À, để em nhớ lại coi. Nhớ không? Dạ rồi, em nhớ rồi. Một quan tiền tốt mang đi, đâu có cần gì mà tính chẳng thông. Hoặc tiền mua bút thó thương, cái nghiêng thói mực tình rằng con rồng quyền đen. Một trăm tờ giấy hoa tiên, với giá năm tiền đóng tập làm thơ. Mười đồng mười thước dài the, cho chàng mái áo chứ tình rằng trình tề đoan trang. Lượt thì em lửa lượt nhà, hai bãi mười bốn tính ra dễ dàng. Khăn anh phải nhiễu tam gian, tính luôn tất cả là tròn một quan. Một quan tiền tốt mang đi, em mua cho đủ sắm xanh cho chàng, để chàng ưng thí qua tràng, đặng nguyên chàng kiếm về làm vinh quy. Lòng anh đi giữa hai hàng, dân làng tiếp đón xem mặt chàng trang nguyên, theo sau là kiểu của em. Vì em là vợ trang nguyên đây. Chàng khóa sinh nào có phước lớn lắm mới được, Ý Nhi lo lắng thật là chu đáo vậy. Không biết khóa sinh nào hả? Dạ không biết đâu. Không biết thiệt vậy sao? Dạ thiệt mà. Anh Khóa ơi. Dạ. Không ấy, anh Khóa giúp giùm em cái này được không? Dạ giúp cái gì thì Ý Nhi nói đi. Liệu mà không quá sức tôi là tôi giúp liền hả? Anh Khóa bảo em đi chợ mang theo một quan, mua những gì tính cho anh Khóa nghe. Em đã tính rồi, bây giờ anh Khóa làm ơn cất giùm đồ em mua. Cất giùm hả? Dạ, cất giùm. Cất luôn cũng được. Hả? Khỏi trả lại cũng không sao. Cô này sao? Cô... Ý, phụ thân tôi đến. Ý chết, bắt đến thấy em, có sao không? À, bây giờ muốn không có sao hen. Ý gì cảm phiền lánh mặt nha. Dạ, dạ.
con chào cha. Nàng nào mới vừa bước đi ra đó hả con? Dạ thưa cha, cô gái của thôn đoài. Nè, sắp đến ngày thi cử, cha hy vọng con làm nên danh phận hơn là bướm ông trai gái. Cha có những lời này tạm gọi là nhắc nhở con, khi con được công thành danh toại. Dạ thưa cha, con sẽ cố gắng học hành, khỏi phụ lòng cha mong mỏi. Nhưng thưa cha, lòng của con hiện giờ đang manh nha hai điều trái ngược lẫn nhau, con không biết phải ngả theo hẳn bên nào. Con cứ trình bày ra tách tạch những điều trái ngược ở trong lòng, mai ra cha giúp con chọn lấy một con đường cho hợp với lẽ đời, với đạo lý thánh nhân. Thi là mong được đổ làm quan lại, nhưng bản thân con theo truyền thống của tông đường, chỉ đạo nhi tiên phong cách thành bận, không hợp cùng với phong cách nhà quan. Con không ước nguyện làm quan quyền uy cao cả, thì hỏi con thi cử để mà làm gì? Phải dập dĩ quan phong di ngô phong, quan cách không phải là thói của nhà ta. Nhưng nếu mai con thọ đức ân tổ phụ, bắn được nhạn chén mây làm rạng rỡ tông đường, bổn phận giúp dân là lẽ phải con phải làm. Nhưng đừng chuộng cái thường tình của lại quan là nha. Nếu thế con phải chuộng chi? Xin cha cứ dạy. Nè, làm quan thì dĩ quan phải hành đạo. Thưa cha, bấy lâu con ngẫm nghiền kinh sự, uống đến cạn nguồn lời dạy bảo của thánh nhân. Văn chương cử tử của con chưa hẳn là loại văn chương tây thế an bang. Sau khi con đỗ đạt có quy quyền, phải lấy văn chương mình lo lắng cho muôn dân. Văn chương cử tử của con tuy chưa hẳn là văn chương tế thế, nhưng theo con nghĩ đó là nguồn gốc căn cơ để tìm phương tế thế kinh ban. Đúng quá. Con, cha hy vọng ở con có vậy thôi. Nè, ngồi xuống đây đi con. Dạ. Ngồi xuống đây để cho cha kể con nghe hết cội nguồn. Tại sao cha mong mỏi cho con làm nên phẩm tước? Con à, nội tổ của con thuở xưa là một nông dân thiểu học cơ hàn, bị lũ cường hào áp bức vô cùng tàn nhẫn. Bọn ấy lạm dụng tước quyền hiếp đáp bọn bạch đinh nên bầm gan tim phổi, và tìm mưu chiếm đoạt tài sản do mồ hôi nước mắt của nội con đã dành dụm mấy mươi năm trường. Bị cướp của nội con quốc tức kia đến tông đường, công lý là cân quan khuyên càng khắc buộc, quyển tổng thói thường bỏ binh giật lẫn nhau. Tiếng gào thét của dân bị bịt miệng, không thấu lên trời hỏi quân đành tâm lặng ăn sầu nuốt tạm. Vì đây mới mong sao này cháu con đổ đạt được làm quan phục hồi công lý, hầu rơi đi đau khổ của con đường. Dạ thưa cha, dù sao thì cha đây cũng là cha cũng có học hành, nhưng con à, nhưng không đến nơi đang trốn, vì đường đến kiếm mã mưu đã rất xa tầm. Tuy nhiên cha cũng làm điều ít nước lợi dân, cho yên lòng nổi con nơi kinh suối. Sống sức tài của cha chỉ đủ làm một lương y, cũng giao sắc thuốc của cha không làm nên nghiệp lớn, phải có ấm tiểu quan gia mình làm nên việc cứu đời. Nếu con yểm thế là
đã hoài công con nấu sơ sôi chân. Lời cha dạy thì con phải xưng dân, phải hết sức cố công dân cao đức luyện, phải chiếm đầu khoan như nội tổ và cha ước nguyện. Con phải thi đầu để làm điều ích nước lợi dân. Cha rất hài lòng, cha rất hài lòng với những lời nói của con. Ta chèo ra khơi thăm thẳm, nhìn tận mặt đó sen mây, tạo quá vừa vội vã xây nên. Ok, đó sen mây biến dạng thành quả núi. Ta từng lên đến trên án giang hồ. Miền Đông Nam không xót dấu chân ta, quả núi này từ đâu mọc ra trước mắt hay là non tiên? Rụng xuống nơi miền trần gian, thần tiên hiện nơi đây chăng? Cho từ thức này hội ngộ với chư tiên. Dách núi cao sừng sừng đỉnh mây trời, làm sao nên đỉnh non này ta phải đứt cánh vinh đề. Non nước hữu tình một bài thơ, ta uống rượu, ta đạt, ta tức cảnh vịnh đề cho thỏa tình kỳ vọng một cảnh đẹp thiên nhiên. Chiều dương bông trái khắp ngày xanh, con nước cười tươi đón rước mừng. Hai thuốc nào đâu e kẻ xuôi, tìm muôn duy có khách bên gần. Lang thang đất là làng Ba Khúc, nên nói chuyện câu rượu một bình. Bên gió chàng ư tìm thư hỏi, thôn đào chi hồ lối loanh quanh. Lạ quá, vách núi tự dưng biến thành an. Ta cứ đi thẳng vào xem coi có gì trong hang ấy.
À, cửa hang đóng lại sau lưng. Trời ơi, không lẽ từ thức này bỏ mạng nơi này sao? Quanh toàn là những lâu đài rực rỡ, mây xanh ráng đỏ uốn lượn ve vuốt lan can. Kỳ hoa dị thảo nở tràn đầy trước ngõ, phải chăng đây là đền đài của vua chúa xa xưa, hay là chỗ ẩn ẩn lánh của những bậc cao siêu lãnh tục, hay đây là núi sâu muộn đào? Người tấn họ Hoàng lạc đồng đào hoa, người ta hồ như hơi thoát nhẹ nhàng, hồn tựa tàn mây trắng mênh mông, trôi trên sông Cực Lạc êm êm vào nơi cõi Bồng Lai. Vào động tiên rồi. Thưa diễn khách, chúng tôi dâng lệnh của vua nhân ra đây đón mời lữ khách. Khắp dương trần đã lên tiếng, thế ra đây là cảnh tiên, còn hai nàng đây là tiên nữ. Mời diễn khách theo chân kẻ này, nhìn lên tấm biển đề điện Quỳnh Thư và Giao Quan Cát, đây ngọc ý phu nhân ngồi, ngọc lưu ly sáng chói cùng tiên, xin sắp dương trần thi lễ với chủ động phù. Tiễn xin người dương thế, kính chào phu nhân. Nếu tiễn xin có chi thất lễ, xin phu nhân tha thứ cho cùng. À, tánh hiếu kỳ của khách nay đã hóa nguyện rồi. Một tiên làng du này theo duyên số sẵn sắp bày, kỳ duyên hạnh ngộ cô nhớ chăng? Vị sinh đây chỉ là một kẻ hèn quê vật sĩ ở Tống Sơn, một cánh buồm thưa một lá thuyền, kinh phong đàn
tư phụ thành đô. Chẳng ai còn mơ mình chưa biết tiền đồ ra sao. Xin phu nhân cho hàng tường. Khách làm sao biết được đây ngọn núi Phù La, một động tiên thứ 13, trong 36 động bồng bềnh trên biển cả. Dưới không bám nước Như La phù hai núi, họp theo gió mưa như ngọn non bồng. Kính thưa phu nhân, đây là ta là Ngụy phu nhân, địa tiên ở Nam Nhạc, vì thấy người nghĩa cao rào rạc, sẵn lòng thương cứu giúp kẻ khốn cùng. Ta mở lối cho lạc đến tiên cung, giảng hương đâu ra đi cho mẹ bảo. Dạ, được lệnh gọi con vào hầu mẹ. Khách có nhận ai đứng trước đây không? Người hái hoa mẫu đơn ở Thiền Lâm Tự. Cảm ơn đức bao la của Dương Trần Khách, tiện nữ về thưa sự tương ngộ ngẫu nhiên. Mẹ dạy rằng nào đâu phải ngẫu nhiên, nhưng đó là thiên thành do giai ngẫu, nên ông tơ đã đưa đường cho Phụng Hoàng được gặp Chim Loan, cho Lộc gặp Tùng, cho Mai Vàng gặp Trúc, nên mẹ lĩnh cho Giang Hương được đáp đền nghĩa ân. Hồn phách tôi hững hờ bay vào hư không, người trần gian được cùng tiếng họp hòa duyên. Đây là thiên tai, còn ta là Lưu Nguyện. Mây tiên đã lấp lối về miền trần gian. Khách ở luôn đây, đừng tính chuyện về trần. Căn duyên do tơ hồng mừng khách trần gian phúc xuống. Ơn phụ nhân ngàn đời từ thức này ghi tâm. Lệnh truyền cho tất cả tiên nữ hải sẵn sàng cái để giăng rồng, đốt đèn mở cùng loan, xây phòng hoa chúc nhân để bái trao giao vui. Chờ tâm ngôn chung say tiếng à bài đôi gá giao quan trên hợp à tần câu ngọc buồn rèn móc vàng phủ trên loan ghi cẩn ốc chạm mây đùng bàn cũng khám lưu ly à hoàng mâm mà bằng mã não long lanh đái rượu kim cương mùi thơm đưa quần tiên đủ đầy đến đây để chia mừng vui lành.
thực hay là giấc mộng? Đây không phải là mộng, cũng chính là mộng. Nỗi ao ước tưởng hoài đã kết nụ sinh qua. Nơi đây mãi mãi nhật không tà, trăng không khuya, chỉ dành tặng riêng cho người biết mơ kiếp hằng vĩnh trường sanh. Từ thức, người chưa tin sao? Tiệc cưới sẵn bài cho người vạn niên hạnh phúc. Giáng hương con, hãy cùng người sẵn sàng đón tiếp quần tiên đến giữ ngày vui tác hợp của hai con. Thưa dân. Kính thưa chư tiên trong 36 âm động ở Nam Hải, hôm nay quý chư tiên không ngại xa xôi, vị ở chân mây, vị ở góc biển, đến đây để dự hôn lễ của ái nữ giáng hương và từ thức ở dương trần, là điều vạn hạnh cho âm động Phù La. Tôi hân hạnh được nghe lời vàng ngọc của chư vị trong buổi chia vui này. Thưa tiên nữ động chủ Phù La, chúng tôi ngao du chốn này đã 8 vạn năm, nhưng 7 năm chưa một lần tung bụi. Nay được mời đến nơi đây, không ngại gì cách trở tiên phàm. Nợ ba sinh do giấy ngủ thiên kim, chúng ta cũng không nên phụ. Chuyện thần tiên đừng cho là chuyện quan đường. Từ xưa nay trên cõi thiên cung, được hưởng không khí thanh trong, yêu đương vợ chồng là điều nhớ bận. Không có được trên cõi thần tiên, chứ gì nên nhớ cho rằng Thượng Đế đã định thường quỷ diệt tình thương. Dù án chức ngu còn tiền tụng, sao động chủ Phù La không thấy gương ấy để mà giữ mình, để không khí nhà trời với bận nhớ. Này từ thức, xích y tiên tử giải thế, con nghĩ thế nào? Thưa chư tiên, những tượng chốn trần tục có biệt phân dân hạn, nên nghèo và giàu chưa hòa hợp với nhau. Còn đây cõi tiên phóng khoáng đẹp muôn màu, vẫn phân cách tiên phàm hai nẻo, thù hằn lẫn nhau không sao tránh khỏi. Nào khác chi nếp sống dưới dương trần, thế mà bấy lâu nay mơ ước cuộc sống tiêu thần, giờ chạm thực tế mới ngỡ ngàng chua xót. Người trần thế tạo ra nhiều tội ác, bị trời đày phải chết theo luật luân hồi. Đây chư tiên được thoát khỏi luật dần xoay, sống vĩnh viễn trong trường sinh bất tử. Con người mang lên đây dẫy đầy tội lỗi, đến cõi tiên gieo nó sâu cho tiên, một ngày sức gần phải gặp cảm ưu phiền. Chư tiên đua nhau làm điều bị ổi, một tai họa lớn lao không tránh khỏi. Nếu để người phàm sống chung trả với tiên,
Bởi thế cho nên yêu cầu chủ động phù la phải biết phần tiên cảnh với phàm trần, nên xóa bỏ liền cuộc hôn nhân giữa phàm tục với thiên tiên. Bảo học nữ không chồng câu ấy ai tin được, chức nữ vẫn động lòng yêu đâm nuôi tiền đồng hưu lan xúc động cả thế gian. Ngày xưa châu phục dương cũng trần tục gặp dương mẫu ở giao trì đã kết duyên tiên, nào phải đâu chỉ có hôm nay lần đầu tiên phàm kết duyên tiên. Xin xích y tiên chớ giận đừng khắc khe như vậy, tình tục duyên tiên nào đâu có ai, xin tiên ông nghĩ lại. Tôi nghe tiên cá gặp chứ không tìm ra, đạo không riêng tư mà tự đến mới nhiệm màu. Xưa nay những cuộc gặp gỡ lạ kỳ hiếm thấy, đời nào lại không có tôi kể cho chứ gì nghe. Sở dương nơi cao đường quán ngoạn du, gặp thần nữ và cùng kết nghĩa nôn du. Nữ thần lạc phố tên hiệu Bạc Phi, yêu phạm nhân là từ dương họ Trần, còn tiên giáng phi kết nghĩa với Trịnh Giao. Bao nhiêu chuyện cũ còn sờ sờ ra đó, tôi lệnh cho giáng hương và từ thức kết thành giái ngộ. Nếu bị thiên hạ cười chê, đã có những tiên trước chịu đỡ cho tiếng cười rồi vậy. Thôi, hỏi tiên không thể chứa chấp tình nhục nhục, trần thế giải khờ sải đâm nhục thi. Sinh con đẻ cháu lúc nhúc thấy mà kinh hoàng, trên cõi tiên từ mũi khai thiên tiền số không hề thay đổi. Ngôi vị nào vẫn còn nguyên ngôi vị ấy, chỉ một Ngọc Hoàng vẫn Nam Tào bắt đầu. Thái Thượng Lão Quân vẫn chưa có tuổi trẻ nào thay thế, bà Tây Vương Mẫu vẫn muôn đời trên ghế của bà. Xét thần, lôi thần, kim đồng ngọc nữ vẫn không mất chỗ. Còn nay nếu như các vị thuận tình thì để cho tiên phàm chung sống rất có hại cho tiên giới đó. Thưa ngài Xích Y Tiên Tử, tình yêu chẳng phân biệt trần giới hai cõi tiên, chúng tôi không muốn là tảng đá trơ trơ không tình không cảm. Thà được yêu rồi chịu luật phải chết như người trần cũng cam. À, nếu tất cả nơi đây đều bằng lòng phạm quy luật thiên cung đã mấy ức triệu năm rồi, muốn gây tai hại mà chứ chỉ cho là mới mẻ. Được rồi, tôi xin rút lui khỏi tiệc. Về tâu với Ngọc Hoàng hút chết, thiên lôi sẽ đến đây viên chư vị, thì đừng có trách kẻ này đấy nha. Khoan, Xích Y Tiên Tử, sao đạo hữu còn khăng khăng trong tâm chữ nộ? Một trong bảy tính, hỷ nộ ai ái ố lạc dục, đạo hữu cũng phạm một trong giới cấm của đạo Thiền Lâm. Còn muốn giết người cho thỏa ý căm hơn, mượn tay búa của lôi thần là đã tự sát nhân thượng đế cũng chẳng hài lòng. Tình yêu của tuổi trẻ tạo không khí mới cho tiên bồng từ lẩu khô cộng cảm giác yêu thương. Sống vô gì yếu tình yếu nhạt nhẽo thay kiếp sống, sống mà lòng trống rỗng như ánh trăng xuống. Như chúng ta đã sống mấy triệu ngàn năm thì phòng sống làm gì cho uổng quang kiếp sống. Người ở trên trời sống là để cai trị, người dưới cõi thế cho sống để làm cái gì? Lời của đạo cô vừa mới mẻ, vừa lạ lùng, vừa kinh hoàng đối với người thượng giới. Tai tiên không nghe được những cái lời diễn đầy mũi trầm tục ấy đâu. Giáng hương và từ thức đã có duyên tiền định, thử hỏi ai định cho duyên số ấy? Nếu không phải Ngọc Đế thì ai dám định duyên này? Tôi
cho hai trẻ một giây phối ngẫu là tương linh của cao dài. Đạo hữu diện đủ lý lẽ ngăn cản là cố ý bất tuân lệnh của thiên cung. Nếu có tội, chính đạo hữu mới có tội với vua trời. Tôi sẽ vào chầu tấu trình khúc chiết. Xin chư tiên cứ tự nhiên vui say yến tiệc và chúc mừng cho đôi lứa được bền duyên. Được rồi, ai có tội ai không có tội gì thì cứ đợi ta về chầu với lĩnh đề quyết rồi sẽ biết. Chào tất cả. Còn giấy lụa cung tiên đẹp hơn giấy hoa tiên của thế nhân vàng bội. Còn thơ làm tại cung Quỳnh Hương Thơ làm tại cõi này không sao sánh nổi với thơ đề dịnh cõi phàm trần. Cung đàn ở cõi phàm rung cảm hơn cung đàn ở đây. Ủa sao lạ vậy? Không có danh lam thắng cảnh nào đẹp hơn danh lam thắng cảnh của quê hương. Cảnh sinh tình lý thơ ý đàn mới đẹp mới hay. Anh miên man nhớ cảnh tiên vô. Nhớ đồng lục dân, nhớ cửa biển thần phù. Thắng cảnh quê hương dễ làm cho anh xúc cảm. Hồn thơ dễ đồng, lời thơ lai láng thần kỳ. Thôi rồi chàng đã nhớ, nhớ trần gian. Không lẽ tình đôi ta lại chỉ có ngần này. Từ Lan ơi đừng vội quên tiếng cành, chàng hãy nhớ em
chàng. Cõi trần gian xa lắm lâu rồi, đầy bất công sao chàng còn nhớ mãi mà chi. Tráng hương ơi, Phù La thiên động hay thiên thai, thiên cảnh vẫn không làm cho anh nguôi sầu nhân thế. Nhưng không biết làm sao hơn, vì thân xác này đây là thân xác của Dương Trần. Nói hoài vọng có hương đang nằm mỹ cháy trong lòng. Nôn bồng tiên cảnh sang chói, những đền đài cửa bạc màng vàng chư phủ trân châu. Ngần ấy thương mà chàng lại chưa thỏa ý, lại nhớ đến cảnh khung cùng của trần gian. Trong vũ trụ bao la thắng cảnh mênh mông, nhưng không nơi nào đẹp bằng quê hương xứ sở. Dương gian sương mơ bụi hồng, nghèo nàn đôi rét đất công dày đầy. Của chi đâu mà thương mà nhớ, của chi đâu mà sao xuyến lòng chàng. Anh nhớ cây sầu đông đầu làng trước mò, sức lá phủ sân khi mỗi độ đông về. Nhớ nọc trầu vàng, nhớ ngọn cao xanh như đuôi khủng đang xòe. Nhớ cánh rau xanh nấu cùng con cá trắng. Nhớ dân làng tuy nghèo nhưng thanh thản hồn nhiên. Đời tiêu dao với sắc nước hương trời, không phiền lụy gác lời danh ngoài vòng thương tòa. Anh yêu dân hương thì dân không tả hết, nhưng cây có cội nước có nguồn, anh không thể nào phản bội quê hương. Từ thức còn quyến luyến hồng trần thế sao? Tại sao con chán chê tiên cảnh? Nếp sống tiên gia không khác hơn phàm tục, vẫn có cảnh biệt phân hai nếp sống tiên phàm. Dù sao ở đây cũng tốt nhiều xấu ít. Xấu tuy ít nhưng vẫn là thói xấu. Thì ra khi ở cõi trần, con mộng ao được lên tiên để sống cảnh an nhàn. Công bình bác ai yêu thương, nên con lìa bỏ chốn dương gian, bỏ chốn cắt rốn chốn nhau. Sợ hãi những cánh bão tàn, làm người nhưng chẳng thương người được, nên con sẵn sàng bỏ hết và quên. Hy vọng được sống nếp sống thần tiên, hy vọng cao thất vọng lại càng nhiều. Chỉ mất mát môi duyên lành, nhưng gặp lại nuôi biết sống quen. Giáng hương con ơi, đó cũng là do thiên định, con hãy nghe mẹ chứ tuổi phiền. Thưa tiên mẫu, vì chồng con người của cõi trần
nên có tục riêng của người trần thế. Hễ xuất gia là tòng phu mới phải lè, gái của chồng thì phải theo chồng. Nếu luật trời buộc chồng con phải rời bỏ thiên cung thì con cũng bỏ nơi ở đây theo chồng con xuống chốn nhân phàm để tròn chữ tâm theo đạo nghĩa nhân luân. Nếu mẹ thương con theo kẻ con thương, mẹ Từ thức phải về trần theo lĩnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trước thăm sông Kỳ núi Thu, sau thăm viếng mẹ cha cô thân bằng. Đây cũng là lòng tốt nhớ quê, nhớ quyết thương tâm. Còn giáng hương phải ở lại đây với mẹ để tuân lời phán dạy của thiên cung. Trong thời gian chồng con vẫn bước về trần, mẹ sẽ tố tình bề trên nỗi niềm xa cách để từ thức trở lại cùng con ấm nghĩa duyên nồng. Mẹ, tình chồng vợ đang êm đềm nồng ấm, bao chia tay làm sao khỏi đau lòng. Mẹ cho con theo chồng cho trọn nghĩa vợ chồng, con xuống thế và ở luôn cõi thế. Ở luôn quay thế, bỏ mẹ nơi đây thì giáng hương ơi, con đành già sau con. Mẹ, bao nhiêu tình thương dâng hết cho chồng cùng mẹ mình, nhớ thương con phải khóc con khóc xuống. Con phải để chồng con đi thời gian ngắn ngủi, chán trần gian trở lên tiên chồng vợ xuống dậy. Mẹ nuôi thi, con sẽ ở lại đi với mẹ. Từ lâu xin dân chàng đôi chung rượu tiệc, quên buổi chia tay để nhớ buổi tao phùng. Mẹ vàng giao quan các nghỉ ngơi, cho con dâng ly tông biệt. Từ la đi rượu kim tương ly thương,
tay nâng ly rượu quỳnh tương. Rượu nồng anh uống, uống luôn gian nàng. Dưới đáy rượu lung linh hình gian thiên. Anh cạn ly càng hình ảnh của giang hương. Dần trăng ai sẽ hai phương, phòng loan thiếp ở dầm trường chàng đi. Giang hương anh cạn ly, từ lan đây là ly rượu thứ hai, thiếp dâng chàng để nhớ buổi chia tay. Bóng thiếp từ đây cách xa, rượu nâng chén cạn ly hối chàng. Chàng cất bước lìa xa cõi tiên, em vẫn luôn chờ trông. Ngước nhìn nhau lệ tuôn bờ mi, xa ngàn xa từ đây hỡi nàng. Rượu quỳnh tương chúng ta cạn ly, rồi cách xa từ đây. Tay em nâng ly rượu tiễn đưa, mà lệ chia phôi ngậm ngùi rơi ước mà. Em ơi anh có ghi hình ảnh em vào trong sông cửa linh hồn, chờ giữa khuya nhắm nghiền đôi mắt để nhìn thấy dáng em hiện ra trong giấc bướm mơ. Mà dấu chân trên tuyết em ơi đừng xóa, dấu chân về không lạc bởi quen đường. Một năm trời quấn quýt bên nhau, tuy ngắn ngủi thương yêu mặn mà muôn kiếp còn vương. Mộng giao loan thiệp làm sao quên mộng, sống gắn nuôi thiêu muôn vỡ thiệp trời. Đã lưu ly ngàn đời phố sắc tiết, suối đào nguyên muôn vỡ thiệp chỉ biết. Từ lan đi là ly rượu thứ ba, ly rượu nồng ái ân, ly rượu tràn thương. Bao tình xa em anh nát tan lòng. Giang hương tình nồng không phai. Từ lan ơi rượu cạn ly như lệ tràn trên má, chàng uống ly tiếng đưa như uống cạn tất yêu đương cho say nghiến say tình. Tình nghĩa vợ chồng khăng khăng như hổ phách gắn ghi hình. Về trần thế chàng có say men sông núi, cũng xin nhớ đến người quanh quẻ chúng băng cung. Mùi lá
tâm hành có gió liều tiền đưa, bước họ phố có đào lô tình hưng hồng suốt đơn giáng hương. Nàng đừng nghĩ ngợi xa xôi cho hao mòn dốc ngọc, ngày thương giao xin hẹn buổi trăng tròn. Thì chẳng dám vì tình phu phụ mà ngăn cản lòng phu hương của chồng, nhưng từ láng ơi thiếp tưởng tượng khi chàng về quang cảnh xứ sở không còn như trước nữa, lòng chàng sẽ đau xót đến ngần nào. Giang hương ơi anh vẫn biết cõi trần nhỏ hẹp kiếp trần ngắn ngùi, cỏ cây hoa lá có thể đổi thay, tình người với cố quốc không bao giờ thay đổi. Rồi đấy, anh sẽ gặp lại mẹ cha, gặp lại bạn bè xưa cũ, anh sẽ kể cho họ nghe một mối kỳ duyên lạc thú. Anh được vợ tiên diễm phúc nhân trên đời. Thôi đành phải chia tay, thiếp xin dâng chàng xe mây một cô. Chàng ơi trong nháy mắt trở về cõi tam, và bức thư chờ khi cần chàng hãy mở ra xem. Từ Lan. Giang Hương, em thơ này chờ khi cần thiết mới được mở ra xem. Thưa chàng, chàng nhớ cho lời dặn ấy, sẽ nguy hiểm cho chàng nếu chàng xem thơ này trong lúc dân trình. Lời vàng ngọc của em anh giữ kỹ trong lòng. Từ Lan, chàng hãy lên xe cầm chân và tạm biệt. Hình bóng kiếp từ đây cách xa, tình đã hết chàng ơi biết chăng, chàng cất bước lìa xa cõi tiên. Dân đã đáp bến Dương Trần, cho ta vào quyến thuộc sẽ ùa ra mừng rỡ. Lìa xứ một năm, gò sen đã một lần thay nợ. Kìa, cửa biển thần phù còn nằm nguyên vị, núi Chích Trợ và bao nhiêu núi cạnh bên vẫn như xưa, không thay đổi dáng hình. Còn cảnh vật hoàn toàn khác lạ. Huyện Tống Sơn đâu? Nhà cửa ta đâu? Cha mẹ ta đâu? Vọng tộc ta đâu? Lạ lùng quá, ta không tìm ra được. Ai mua bánh đất thơm, bánh đất nhưng vừa nhưng thịt ngon ngọt đây. Mua vô, mua vô.
ít, bánh ít. Dạ, cậu gọi bánh ít hả? Dạ. À, bà cho cháu xin một bánh đi. Ăn một cái rồi muốn ăn một cái nữa cho coi. Bánh ít của tôi nổi tiếng là ngon nhất ở đây. Đây, bánh đây, mời cậu. Dạ cảm ơn bà. Năm nay bà được bao nhiêu tuổi rồi mà tiếng rau lãnh lót như là gái 17 vậy nha. Hồi nãy cháu nghe bà rau ai ăn bánh ít không. Trời ơi, cái cậu này, cậu vui tính quá. Ý chết, trời ơi, rớt bánh dính đất khác rồi. Để già lột cho bánh khác. Già cỡ này chưa có rung tay. Cậu còn trẻ quá mà rung tay rồi. Năm nay được 30 chưa? Dạ, cũng xích xóp 30 rồi bà. Già cũng gần 100 tuổi rồi đó. Hả? Bà đã gần 100 tuổi rồi? Chưa đâu, mới 9-16 hả? Nếu sống được 4 năm nữa thì mới được chẳng 100 tuổi. Dạ, dạ thưa bà, bà sinh đẻ ở đây hay là quê quán ở đâu vậy? Dạ được sanh đẻ ở đây, lớn lên ở đây, mai mốt chết cũng ở đây luôn. Bà là người cố cựu ở đây, bà có biết là huyện Tống Sơn ở đâu không vậy bà? Chắc cậu là người ở xa lại đây nên không biết huyện Tống Sơn ở đâu. Nè, huyện Tống Sơn ở đây nè. Hả? Huyện Tống Sơn ở đây? Tại chỗ cậu đang ngồi ăn bánh ít đó. Cậu làm gì mà nhìn già chăm bẩm? Ê, coi chừng. Trời rồi, rớt bánh nữa rồi. Tội nghiệp cậu quá. Ăn một bánh mà phải trả tiền 3 bánh. Huyện Tống Sơn là đây, Hóa Châu là đây, còn ngôi chùa đâu? Ngôi chùa nào? Ngôi chùa thiền lắm, có cây hoa mẫu đơn sống 100 năm vẫn nở hoa thơm ngát cả vùng đó. Vậy là cậu rành huyện Tống Sơn lắm. Ngôi chùa Thiền Lâm đã tiêu tan cả 70-80 năm nay, bị dân xâm nhau phá tan tành vì cấm vận bọn tăng ni kết cấu với huyện làng, nắm tay làm khổ sở nhân dân. Nồi cây mẫu đơn tạo ra biết bao cảnh tang thương, ai lỡ lầm làm gãy một cành hoa phải bán nhà thường cho bọn gian tăng. Nếu không tiền, bị lũ nô đông trăng đã tu hành mà lại hết sức ác tâm. Dạ thưa bà, có phải như thế là không vậy bà? Cậu là hậu sanh gần cả 100 năm, sao biết rõ ràng việc của Thiền Lâm? Chính bà con thuật lại cho cháu nghe. Đó rồi, dân trong làng huyện tức quá mới kêu nhào đến phá chùa. Ông huyện kéo xài nhà đến giải dây, bị mấy ổng đánh luôn, phải chạy bán sống bán chết về huyện thở hết ra hơi vậy. Còn cây cổ thụ tai hại đó, dân trong làng tiếc lắm, nhưng vì là cây cổ thụ sống lâu năm, nhưng mà nếu để cho nó sống á còn hại dân làng nữa, nên mấy ổng đốn luôn làm củi chia cho dân nấu cơm có ích lợi hơn. Chùa và cây cổ thụ đó dù có bị tàn phá chặt đốt đi nữa, nhưng chỗ của nó đứng ngày xưa vẫn còn đó chứ. Thú thật là già không biết chính xác gốc cây sứ tại chỗ nào, lâu quá già quên mất. Nhưng có cái điều này là già không có quên được, lúc bấy giờ có một nàng kia làm gái kinh qua Phật tử, sải ào ra bắt liền buộc thường qua. Cô nàng nhường không so đo chút nào, sải mừng nghiêm mắt cười vui, đến khi coi tiền nó sải tạ xanh mặt, vì đó là tiền giấy bạc cõi diêm đài. Ủa
việc ấy rồi bà cũng biết nữa sao? Sao mà không biết, người dân ở đây nè, lại chuyện ở đây làm sao không biết được. Tại sao lại có chuyện đổi thay? Ruộng dâu qua điện như thế này, xin bà nói rõ cho cháu nghe. Hồi đó già mới 16 tuổi người e thẹn, phút về đời nhà Trần trước đây đã trải qua trót trăm năm rồi, bây giờ năm thứ ba của chị Lê. Hồi đó bà mới 16 tuổi, bà có biết người dân huyện Tống Sơn tên là Từ Thức không? Đâu phải dân, Từ Thức là tri huyện đà, tri huyện Tiên Du đà, sao treo ấm Từ Quan ngao du sơn thủy rồi biệt tích. Từ đó đến nay gần trăm năm rồi. Mà sao cậu lại hỏi Từ Thức có bà con dòng họ gì không? Coi bộ cậu giống Từ Thức như in đà. Nè, chắc cậu đây là cháu cố hay cháu sợ gì của Từ Thức phải không? Dạ phải. Cháu muốn tìm tông tích của ông cố, gặp được bà biết ông cố may mắn vô cùng. Dạ thưa bà, bà biết ông cố cháu từ lúc nào vậy? Và biết Từ Thức khi tuổi tròn 16, lúc ấy ông là một hàng sinh táo rách sơn giá, và mua giúp cho ông từ bút nghiên dây mực đến khăn giày. Nói cậu đừng có cười già, hồi đó già đã thầm yêu Từ Thức. Hả? Bà yêu ông cố cháu hả? Phải. Dẫu biết rằng già đang mò trăng đầy nước, vì thuở ấy già là cô gái bần hàng cơ cực, làm sao được sửa túi nâng khăn cho ông công. Ông nghe hy vọng hảo quyền vẫn ôm mi dòng, để rồi thất vọng mê kề khi ông đi thi và vào chùa lại Phật giam dài trong đường đổ đầu hoa. Đến ngày bái tổ vinh quy, dân đường chén hai bên đi nhìn mặt quan tân tràng. Trên kiểu ông nhìn gái làm cười chào hỏi, mà không ngó đến già đang núp sau nhà em lúc nhìn xa. Bẩm tính của ông cố cháu sai rượu thơ hơn là sai gái, nên có nhiều khi thái độ quá vô tình đáng trách, có phải vậy không bà? Tôi nói cho cậu nghe, trước ông còn đương kim tri huyện Tiên Du, nghe dân khen quan lòng già như mở hội hân hoan. Khi nghe dân chê tri huyện bỏ phê diệt quan, lòng già thắt đau quằn quại, kéo âm tinh đi ẩn mình trầm dốc tục, và cũng theo chân đến cửa biển thầm phù rồi biệt tích đến hôm nay. Rồi sau đó bà kết duyên với ai? Chắc bà được trăm cháu trăm chắc rồi chứ. Rồi con cháu của bà có nuôi bà đàng hoàng không? Có nuôi bà tử tế gì không? Cái tuổi của bà đó, tuổi của bà năm nay đã gần đất xa trời. Dưới cặp mắt của già lúc đó đó nghe, không có ai hơn Từ Thức. Thà sống đơn độc còn hơn phải sống chung với phàm phu. Cho nên già sống lẻ đơn đến ngày nay đó,
ông cố cháu có lưu lại gì cho bà, tạm gọi là kỷ vật nữa không? Không không, chỉ có dạ lạm nhận một bài hát của ông cố cháu làm kỷ niệm thôi. Có lần ông cố của cậu hỏi già, cô Ý Nhi ơi. À, tên bà là Ý Nhi. Ý Nhi là con chim nhỏ do cố cậu đặt cho già, già chỉ tên Nhi thôi. Bà còn nhớ bài hát đó không? Làm sao mà già quên được. Để tôi hát cho cháu cố của Từ Thất nghe nha. Một quan tìm cố mang đi, cậu có làm gì mà tính chẳng không? Hoặc tiêm ngô bức có thương, cái nhìn thấy mực tình rằng con dòng quyền đen. Một trăm tờ giấy hoa tiên, dưới giá năm tiền đóng tập làm thơ. Mười đồng mười thước dài đe, cho chàng mái áo chứ tình rằng nhìn tê đơn ca. Một năm trên tiên, 80 năm trần thế, ta về đây tư cố chẳng quen ai. Ta là ai trong thực tại này đấy? Không dòng họ tổ tiên, không họ hàng quyến thuộc, chỉ còn một người thân sống sót. Tuổi qua cao, liệu còn được bấy nhiêu ngày? Từ Thức về đây để sống đơn côi, như sống giữa ốc đào bơ vơ lạc lòng. Ta cần có tình yêu nóng bỏng, ta cần có giang hương. Giang hương, giang hương, giang hương, giang hương ơi, anh vô cùng hối hận vì trước đây anh chẳng nghe em. Đang vui cùng hạnh phúc bỗng quay lại dương trần, sao mà đọc. Ta nhớ rồi, ta nhớ rồi. Cứ thương
lứa phượng ở trên mây, duyên xưa đã hết, tìm nón tiên trên bề, vì khai cồn đấu. Giang Hương! Giang Hương! Giang Hương! Giang Hương đã nói với ta lời vĩnh biệt. Giang Hương! Giang Hương ơi, nàng ta lầm lạc. Bỏ trăm vàng buông lược ngọc, khúc quyên ương đất ngân đoàn, y họ quan tìm tơ đà trùng. Đã xa biển khơi bằng bằng đòn tiên đâu rồi, đâu neo về dưới giang trường, mây trăng bay đơn độc chia sẻ cùng nỗi đau. Giang Hương! Không, không, ta sẽ tìm nàng với tim cảnh. Với thuyền cỏ ta lướt trùng, Giang Hương bản vàng ta phải tìm em. Giang Hương!